Mở phiên giao dịch sáng nay thì giá vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 74,98 đến 76,98 triệu đồng một lượng mua và bán, không thay đổi sau 5 phiên. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 2 triệu đồng một lượng. Giá mua và bán vàng miếng SJC gần như được giữ ổn định sau hàng chục phiên giảm. Vàng miếng có xu hướng giảm kể từ cuối tháng 5 so với mức đỉnh thiết lập tháng trước là 92,4 triệu đồng một lượng. Mỗi lượng vàng SJC đã mất hơn 16 triệu đồng, tương đương gần 18%. Trong khi đó, giá vàng nhẫn sáng nay niêm yết tại 72,8 đến 74,4 triệu đồng một lượng mua và bán, không thay đổi so với kết phiên hôm qua. Tuy nhiên, thì so với kết phiên tuần trước, mỗi lượng vàng nhẫn đã giảm 700.000 đồng ở cả chiều mua và bán.